bộ như thế này này, bộ như này thì là cô đang bán là 6.800.000. Đến màu vàng này, đẹp. Rồi, vâng, ok. Thế thì lấy cho cháu là một một bộ bàn ghế. Một bộ bàn ghế này nhá. 3.200.000 là mỗi bộ là cô bớt cho cháu tầm mỗi, bao nhiêu? Cái này ấy, mỗi một bộ này là cô sẽ cho cháu là 200.000. Bộ bàn ghế là cô bớt cho 300 này. 300. Hai cái giường là cô bớt cho 400 là được 700 này. Và hai cái tủ là cô bớt cho là 400.000 nữa là 1.100.000 này. Và cái chạn bát này 300.000 nữa là cô bớt tổng cho các cháu là đi theo từ thiện theo các cháu là 1.400.000. 3.8 à? Ừ. Nhưng mà có bớt thế nào anh? 3.4. 3.4 à? Ừ. Thế nhưng mà có bớt đi được một chút nào không? Để cái 3.4 là bớt được 3.3 thôi. 3.3 100.000 à? Ừ. Bớt thêm 100 nữa không anh? Cái này thì bây giờ cho em đi khảo giá hết cả huyện thoải mái như thế này. Anh không ngay đâu. Thế bớt thêm 50. Đấy, bây giờ thì hiện tại là cô với lại anh thì cũng đã tính xong hết rồi các bác. Thế thì ở đây thì anh hộ em là gom và sắp xếp lại, xong rồi anh hộ em chở đi xuống cái nhà dưới kia nhé. Okay. Cho một em xinh tươi để mà gội đầu cho em xử. Ok không? Đó. Đừng gục ngã trước cái đẹp nhá. Được chưa? Tinh thần phải thép nhá. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Chúng con xin chào các ông các bà. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên ở trong video để cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả các bác, các chú, anh chị, Mạnh Thường Quân đang theo dõi trên kênh bản em. Hôm nay thì ba anh em sẽ đi xuống huyện một chuyến cô bác ạ. Hãy đi xuống huyện để làm gì thì xin mời các bác theo dõi hết video và cùng cháu Lực cùng em Hải đi xuống nữa. Hôm nay thì sẽ có thêm cả em Hải nữa cô bác này. Đấy. Hôm nay nhìn trông có vẻ hơi đẳng cấp đấy nhở. Đấy. Áo thì các bác cũng gửi cho, giày dép tất cả mọi cái. Thế thì bây giờ thì mấy anh em mình sẽ cùng di chuyển đi huyện nhá. Đấy, đường đi huyện thì bây giờ cô bác đã đi được một nửa đường rồi. Huyện còn ở tít ở cái góc kia. Đấy, thì cháu Lực muốn là ghi hình lại một chút cái khung hình và cái quãng đường của mấy anh em đi huyện để mà làm công việc gì cô bác nhá. Hãy còn là bây giờ thì xin mời tất cả các bác là theo dõi hết video và cùng cháu Lực cùng em Sử là đi xuống huyện thôi. Sử thì ngồi xe này nhá, còn Hải thì sẽ lên xe với anh nhá. Đấy, đi xe thì đội mũ bảo hiểm vào. Đấy, khẩu trang đi đường mùa này thì phải nói là trên này rất là bụi cô bác, cho nên là mấy anh em sẽ phải là đeo khẩu trang để mà vào. Đấy, Hải lên xe, lên gọn, lên gọn. Rồi.
Đấy, bây giờ thì hiện tại là ba anh em đã đến huyện rồi các bác. Đây, ở đây là trong một trong những cái cầu mà phải nói là rất là cao các bác ạ. Đấy, cái cầu này thì ông nội cháu Lực cũng đã, khi mà cháu Lực đưa các em xuống ấy, thì cháu Lực cũng đã ghi hình một lần. Và vừa rồi thì cháu Lực định là bay thêm một thức phim về flycam cho tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng về một cái cảnh đẹp mà Xín Mần, Hà Giang này cho các bác chiêm ngưỡng một chút. Nhưng mà bây giờ hiện tại đang gió to quá cho nên là mấy anh em không thể máy bay được. Đấy, chỉ nhìn thôi. Hải thì đi xe mệt hay sao ấy? Hả? À? Không đâu à? Có đây sợ không? Có à? Thế Hải xuống đây là sợ cái gì? Hả? À? Không sợ à? Thế có sợ ô tô to? Ở trên bản mình có ô tô to không à? Bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ phải là di chuyển là đi ăn đó cô bác ạ. Đấy, di chuyển từ sáng đến bây giờ, hiện tại thì mới đến giờ là đến giờ của mấy anh em đi ăn luôn. Đấy, bây giờ thì mấy anh em mình đi ăn luôn nhỉ. Rồi. Đây, hiện tại thì mấy anh em đã đến huyện rồi các bác. Bây giờ thì phải tìm quán ăn đó. À, Sứa ra đây, Sứa ơi. Ê. Còn gì ăn không anh ơi? Hả? Cơm ăn được cơm đâu anh? Cơm kia. Sứa ra đây, Sứa ơi. Đi vào trong đây. Hả? Đây ăn phở đây à? Đi. Ôi, ôi, ôi. Giờ không ăn phở ạ. Đâu anh? Bên đây Sứa ơi, bên đây, bên đây. Đây đi ra bên này đi. Đây, lần đầu các em xuống thì có vẻ là hơi bỡ ngỡ một chút các bác ạ. Cơ, vào đây, vào đây. Đây, mấy anh em đi di chuyển từ sáng đấy thời điểm hiện tại thôi. Bây giờ thì mới đến huyện để mà tiếp tục là đi mua đồ. Bây giờ thì thứ nhất là việc đầu tiên thì sẽ ăn cơm đã. Nói chưa? Hả? Đó rồi à? Đi ăn cơm xong thì anh em mình đi sau nhỉ? Ở đây đông đúc hơn ở xã mình không? Có à? Đấy, hôm nay thì ở dưới huyện các bác thì cũng là ngày chợ phiên đó, cho nên là khá là đông. Đấy, một tí nữa thì để ý nhá. Đấy, đi sau anh thì để ý xem là xem là anh đi đâu nhá. Không là để tránh trường hợp thì anh em mình lạc, anh em mình lại khó tìm nhau lắm. Đấy, điện thoại thì bây giờ chỉ có mỗi em sửa được cầm thôi, thì sợ em Hải sẽ bị lạc. Đấy, đi xe từ trên nhà xuống thì cảm giác là như nào, đi xa ấy? Xa. Hả? Xa. Đi xa hơn à? Thế đi xa có mệt không? Không mệt. Không mệt à? Ăn xong thì mình mới đi làm được việc khác. Mà anh em hôm nay là đi dành ra nguyên một ngày để đi các bác nhé. Một tí nữa thì cháu được khi mà mua đồ xong ấy, cháu được sẽ lại sẽ cho các em đi thêm trải nghiệm một số thứ ở dưới huyện. Ở dưới huyện này thì mới có, ở trên xá thì không khó đâu các bác ạ. Hôm nay thì thấy ngày chợ phiên, cháu được nhìn thấy là bà con dân tộc Mông cũng đi chợ phiên khá là nhiều. Ở đây thì không, cái chợ này thì không dành riêng là cho dân tộc Mông cả, sẽ bao gồm là dân tộc Mông này, Nùng này, Kinh này, Giao này, cũng có khá là nhiều dân tộc là đi chợ các bác ạ. Đấy, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã gọi cơm rồi. Đấy, anh em mình sẽ ăn cơm, ăn phở đó nhá. Ăn cơm thì nó sẽ được lâu hơn. Ở đây là một cái số cơm mà trong quán ở huyện các bác này, sẽ bao gồm một chút rau này, một chút đậu, thêm là thịt kho nước. Đây là thịt lợn xào với lại măng chua, dưa chua. Anh em là chuẩn bị lấy đũa ấy thiệt thôi. Đó, chuẩn bị ăn cơm thôi nhỉ. Cho anh xin một đôi nào. Anh cộng thêm có cả một bát nước canh rau cải nữa, rau cải canh với lại gừng. Bây giờ còn là hai anh em. Buổi sáng thì mấy anh em khi mà dạy xong ấy là ăn phở mọi cái rồi xong là mới xuống các bác ăn sáng rồi đấy. Đây, đây là xôi cơm của Hải nhá. Ăn được hết không Hải? Không biết rồi. Không biết rồi à? Cố ăn hết đấy, ăn no nhá. Không thì tí mới đủ no cả ngày đấy. Tí không ăn gì nữa đâu ấy. Ăn xong là về luôn. Chiều Hải một chút nào, Hải mời xong các bàn cơm đi.
Cháu hãy mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm này. Bây giờ thì Giám Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cùng mấy anh em ăn cơm trưa các bác nhá. Bây giờ thì mới ăn cơm trưa thôi. Còn đang đợi thêm suất của em Sử nữa. Rồi. Nhìn trông hấp dẫn không? À, thế thì bây giờ ăn thôi nhỉ? Ăn đi. Bây giờ mời các ông các bà xong ăn đi. Cho Sử mời quý ông bà, cô chú anh chị ăn cơm nào. Rồi, ăn đi. Rồi. Hai anh em thì lần đầu tiên ăn cơm suốt các bác ạ. Ở đây thì mà mấy anh em đi thì cũng chỉ ăn cơm suốt thôi. Đấy, cũng thấy khá là đầy đặn. Đây bây giờ thì mấy anh em sẽ ăn cơm đó, và sau đó sẽ không có ghi hình nữa. Là một thứ nữa ăn cơm xong thì đi. Khi mà đi thì chúng tôi sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả các bác. Anh chị là cũng biết hôm nay mấy anh em đi xuống là mua những cái đồ gì các bác nhé. Đây bây giờ hiện tại thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử với lại em Hải là đến quán mà để mà mua vật dụng cho các bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác anh chị là cùng theo chân cháu Lực để mà đi vào và xem thì mấy hôm nay cháu Lực sẽ mua những cái vật dụng gì để cho bao cháu các bác nhé. Cô ơi, cháu nhờ đi. Cho cháu nhờ đeo một tí nhé. Bây giờ thì hiện tại là cháu Lực đang đến chỗ của nhà của cô để mà mua sắm sửa vật dụng cho gia đình của bao cháu để mà kịp trước Tết các bác. Bây giờ thì cháu muốn mua là giường này, tủ này, giường có, tủ có. Và thêm là một bộ bàn ghế nữa. Đấy, không biết thì cô cho cháu xem giường trước đi cô. Rồi. Đây, thế đi vào trong này cô tư vấn cho. Bộ này chắc là hơi... Bộ này thì giá thì hơi cao. Hơi cao à? Cháu mua để đi từ thiện chứ gì? Kia kìa. Cô ạ. Cháu mua để từ thiện hay gì? Vâng cô. Rồi. Thế ok, thế đây là cái bộ dưới đang, này nhìn cũng khá là đang đứng ở chỗ bàn ghế thì cô cũng tư vấn bàn ghế cho cháu. Vâng, luôn nhá. Vâng. Nếu mà để cháu đi mua từ bàn ghế từ thiện cho các hộ gia đình ấy, thì cái bộ này là thông dụng là họ mua từ thiện rất chi là nhiều. Vâng. Bộ này thì là cô bán là 4.900.000. 4.900.000 một bộ bàn ghế này. Vâng. Thế nhưng mà các cháu đi mua từ thiện để ủng hộ những gia đình neo đơn khó khăn đấy thì cô cũng ủng hộ theo các cháu luôn. Dạ, và vâng. Cô sẽ ủng hộ cho các cháu 300.000 để các dạ cháu vâng cho thêm vào để chi phí và mua những cái dạ vật dụng khác. Dạ vâng. Đấy. Thực ra thì hôm nọ là cháu có theo dõi được một cái thước phim của anh chị bên Quyền Hiển thì cũng có đúng ra rồi nhà cô để mà mua. Đúng thấy rồi cô là bất cháu cũng khá là nhiều nên là hôm nay thì cháu quyết định là tìm cái con đường quán của cô là mua. Rồi, cô cứ được lên TV với lại được cứ đi theo các cháu là đâu cô cũng ấy. Thế Sử với Hải thì xem là ưng là mấy cái bộ này thì nên chọn bộ nào thì nó mới hợp đến hợp với mình. Đấy. Xem nhìn thế còn kính, từ ví dụ như là ví dụ đây này cái bộ như thế này này, bộ như này thì là cô đang bán là 6.800.000, bộ này là 6.800.000 và bộ này là 7.300.000. Thế là bên này là đắt hơn rồi đúng không? Bộ màu đen này wow nó sẽ đắt hơn là bộ màu cánh gián này, bộ wow màu cánh gián này nó sẽ rẻ hơn. Vâng, là bộ này cô đang bán là 6.800.000 và bộ này là 7.300.000. Vâng, thế thì cháu xem là cái bộ của thế còn nếu mà để thông dụng và là khuôn khuôn với tiền thì cô khuyên cháu là nên lấy cái bộ kia bởi vì nó cũng là chất liệu của nó cũng được mà hàng là nó đẹp sử dụng vâng cũng ok. Cháu xem bộ bên kia đúng không? Đúng rồi. Đấy. Hôm nay thì đích thân là em Hải với em Sử là tự đi xuống mà chọn luôn đúng không bác? Là 6 bộ này à cô? Ba, đúng rồi, một, có 6 bộ như thế này. 6 bộ này là cùng giá thành bằng tiền nhau. Sử đích lấy loại kính trắng hay là kính nó màu đấy, có kính trắng này, kính vàng và kính màu đen. Đấy, cứ thích lấy cái màu kính nào thì lấy cái đấy. Đấy để cho hai em để ngắm nghía chọn rồi một chút đó. Đấy. Được các bác ạ. Đấy được các anh mua cho để cho đi tận nơi chọn. Hay là lấy cái loại màu vàng vàng đấy một chút. Sử với Hải đi xem là ưng bộ nào. Chọn được chưa? Hả? À? Bộ nào? Đang phân vân giữa hai bộ màu vàng màu vàng và màu đen. Màu đen đen một chút đúng không bác? Cái mặt kính màu đen chứ không phải là ghế màu đen. Mặt kính màu đen thôi, có nghĩa là cái kính của nó khác nhau thôi. Còn chất liệu gỗ và mọi cái thì đều giống nhau. Đến màu vàng này à đẹp. Rồi vâng, ok. Thế thì lấy cho cháu là một một bộ bàn ghế. Một bộ bàn ghế này nhá. Được. Nhầm tiền. Thêm là sau đó thì cho cháu xem là một hai bộ giường. Hai giường bộ giường thì... đây giường ở trong này. Giường bên này à? Ừ, giường ở trong này.
Giường ở bên kia hả cô? Đúng rồi, giường ở trong này. Đây cô tư vấn thế này cho cháu nhé. Đây này, ví dụ như cái giường này dày dặn chất liệu đẹp thì là cô lấy cái này là 3.200.000. 3.200.000. 3.200.000. Thế còn cái này thì là cô lấy cháu là 2.900.000. Thế còn cái này thì là 2.700.000. Vâng. Đấy. Thế thì lấy cái màu này cho nó hợp với lại cái màu bàn, với lại cái màu màu cánh cửa nữa. Đấy. Cái loại này thì là dày dặn, đẹp, hoa văn đục đẽo đẹp, nói chung là chất liệu gỗ thì không phải suy xét cái gì rồi. Thế sử muốn lại màu nó như này hay là màu trắng hơn? Màu như này nhá. Vâng. Cái bộ này cô vừa bảo là bao nhiêu nhỉ, một bộ ấy? Cái bộ này à? Vâng. Bộ này là 3.200.000. 3.200.000 là mỗi bộ là cô bớt cho cháu tầm bao nhiêu? Cái này ấy, mỗi một bộ này là cô sẽ cho cháu là 200.000 để cho cháu là thêm vào tiền là để cho cháu mua những cái gì cần thiết. Vâng, thế là cô bớt là hôm nay là mua là mua một bộ bàn ghế là cô bớt được cho 300.000 này. Hai cái giường cô mỗi cái cô bớt cho 200.000 là 400.000 và bộ bàn ghế và hai cái giường là cô từ thiện theo các cháu là 700.000 nhá. Đây, hôm nọ thì chúng mình cũng theo dõi được anh của bên anh chị Quyền Hiển đó các bác, thì cũng thấy là cô bớt cho em Quân khá là nhiều. Thì hôm nay là cháu được xuống là quyết định là xuống nhà quán rồi, xuống quán của cô mua luôn. Cô lấy cháu hai cái bộ giường này nhá. Okay. Bộ giường là lấy cho cháu 1m6 rồi. Mét sáu và thang giáp thì cô sẽ cho cháu là thang giáp của nhà cô xẻ và đóng. Vâng. Chứ không phải cái thang giáp đi theo giường nữa, thang giáp đi theo giường thì nó sẽ mỏng. Vâng. Mà nó sẽ không tốt, không đảm bảo. Cô sẽ cho cháu là cái thang và giáp giường của nhà cô xẻ đóng hoàn nội. Nó sẽ tốt hơn và không bị cong vênh mối mọt. Thế cái bộ màu trắng này thì nó đắt hơn hả cô? Cái bộ màu trắng này sẽ đắt hơn 1 triệu một cái. Đắt hơn 1 triệu một cái. Thế nhưng mà theo như cô cũng không cần thiết phải sử dụng đến loại này. Vâng. Cháu sử dụng loại này là ok lắm rồi. Cái loại này là tầm trung bình, ở đây có một loại là đúng nó... rồi, cái loại này thì loại rẻ hơn. Rẻ hơn. Đây, cái loại này rẻ hơn. Vâng. Đấy. Loại này thì rẻ hơn. Nhưng mà về chất liệu của nó thì nó mỏng manh hơn, nó sẽ không tốt bằng cái loại như cháu vừa lấy đây. Này thì nhìn thấy có hoa này văn thì nhìn khá là nhiều hơn. Đục đẽo mà nhìn nó trường cái giường hơn. Nó sẽ dày gấp đôi cái này mỏng manh hơn. Thế thì cho cháu thêm hai cái bộ này nhá. Rồi, hai cái bộ là như nhau hết. Rồi. Lấy hai bộ như nhau. Rồi, còn cô sẽ soạn cho đầy đủ hết. Cháu lấy thêm một cái chạm bát vậy, thêm hai cái tủ nữa. Rồi, okay. Không biết là hai cái tủ của cô là đây, sang bên kho bên này nhà cô, kho bên này thì là chuyên tủ từ đắt đến rẻ là nhà cô có đủ hết. Vâng. Đấy là ưng hai cái giường kia cho Hải với Sử. Rồi. Thế thì quyết định là chọn là hai cái giường kia với lại một bộ bàn ghế này nhá. Cái tủ này chắc là đắt hơn đấy cô nhỉ, tủ gỗ này. Cái tủ gỗ đấy á? Vâng. Tủ gỗ đấy thì là cô tư vấn cho cháu như này, nếu về cái tủ gỗ này này thì là nó đắt, nó sẽ đắt hơn là những cái tủ thép và đắt hơn là những cái tủ nhựa và tủ nhôm. Thế nhưng mà cái tủ gỗ này này, ví dụ như mình ở trên miền núi này chẳng hạn, mình sử dụng ấy mà trời nồm hoặc là trời ẩm ướt các thứ là nó hay bị nở cái cánh này ra, thì là mình mở nó sẽ khó. Thế theo như cô tư vấn thì cháu sẽ lấy cái tủ, một là hàng Hòa Phát, hai là nhựa Đài Loan, ba là tủ nhôm ấy, thì là nó sẽ không có cái cong vênh mà nó sẽ không bị co ngót nở, mà giá cả thì lại hài hòa. Thế mà tủ bộ này một hôm bộ cô bán cho nhà Quyền Yển là cũng lấy cái loại tủ nhựa Đài Loan. Vâng, thế cái tủ này là một bộ có bán ví dụ như cái tủ này cô đang bán là 6.900.000 một cái. 6.900.000. Ừ. Tủ này thì vừa rồi cô tư vấn đấy các bác, tư vấn là cho nên là ở vùng cao thì mình sẽ không có là nó nồm lắm. Vâng. Ừ. Nó sẽ ví dụ như thời tiết nồm ẩm ướt này là nó hay bị nở cánh ra. Vâng. Thì ví dụ như là mở thì cái cánh nó hay bị xít vào, nó hay khó mở. Vâng. Đấy thì mình sẽ sử dụng sang cái loại kia là ở bên kia là bên kia đây bên. Vâng. Này nhà cô là có hai kho để tủ, có nghĩa là đủ các loại từ đắt đến rẻ. Vâng. Hay, bây giờ thì hai anh em đấy, đi hai anh em sang đây xem là để mà đi cháu nhu cầu loại nào thì cô tư vấn cho loại đấy. Nhà em Sử thì không có để bàn thờ các bác, cho nên là tôi sẽ không có mua thêm bàn thờ nữa. Đây. À đây là cái tủ chạm bát đây hả cô? Đúng rồi, đây là tủ chạm bát đây. Tủ chạm bát đây thì cô tư vấn cho cháu này. Ví dụ như cái này là cô đang bán là 1 triệu là 500 nghìn. Nhưng mà như cô cũng làm theo như Quyền Yển hôm vừa rồi mua đấy. Vâng. Là cô cũng từ thiện theo các cháu là cô sẽ lấy cái này là 1 triệu 200 nghìn. Cô sẽ từ thiện cho các cháu là 300 nghìn. Là cô lấy cái này là 1 triệu 200 nghìn. Vâng. Thế còn cái này là 1 triệu 700 nghìn. Vâng. Thế là cô sẽ
cũng lại từ thiện theo các cháu luôn, là cái nào cô cũng góp một ít vào, gọi là thôi của ít lòng nhiều, cô cũng cứ đi theo các cháu để đấy, là cái này là 1.700.000 thì cô cũng sẽ lấy các cháu là 1.350.000. Dạ vâng. Đấy. Thế thì cháu thấy cái màu này nó hợp với lại ngôi nhà hơn, tại vì là cháu cũng làm cái cửa là nó theo màu này. Rồi. Và cái phần bàn ghế với lại giường thì cũng chọn màu này thôi, là cháu sẽ lấy thêm một cái này nữa. Một cái này. Vâng. Rồi, ok. Ở đây thì một tí nữa mà mua xong thì cô có chở đi cho cháu được không? Cô sẽ có được xe chở cho cháu nhé. Vâng. Đây tủ quần áo thì cô tư vấn cho cháu như này. Đây là tủ này là chất liệu là nhựa Đài Loan. Vâng. Đấy. Thế cái tủ như này là cô đang bán là 2.200.000 một cái. Nhưng mà cái tủ này thì nó bằng nhựa, nó không có cái loại nào mà bằng nhôm nhôm mà. Bằng nhôm có. Đây nhôm. Là cô đang giới thiệu, đây là nhựa Đài Loan nhá. Vâng. Thế còn đây là thép Hòa Phát. Vâng. Thế còn đây là nhôm, nếu mà về dãy nhôm thì nó là ở dãy bên đằng trong này. Đây là đây tủ này. Nhôm đây. Đấy, đây, đây là tủ nhôm. Cái tủ nhôm này ấy, nếu mà cháu lấy cái này thì là cô lấy cháu là 2.500.000. Dạ. Đấy. Đây là tủ hai cánh đúng không? Đấy là tủ hai cánh. Thế còn ví dụ như cái ba cánh đây thì là 3.500.000. 3.500.000 hai cánh. Ba cánh. Ba cánh, cái tủ này thì có vẻ nó là hơi to quá. Rồi. Tủ này hơi to. Thế nhưng mà nếu như theo như cô tư vấn thì cô lại khuyên cháu là nếu mà để dùng ấy giống như hôm mà như nhà Quyền Yển lấy ấy này thì là cô tư vấn cho cháu lấy cái loại này. Đấy, loại nào? Đây. Loại này á? Ừ. Loại này giả gỗ đây à? Đúng rồi. Mà dùng rất chi là ok, chống chịu mưa nắng như các thứ là sẽ không bị vênh hay xịt nở hay cái gì cả. Vâng. Sử dụng thì ok, một là cháu lấy cái này, hai là có thể là cháu lấy sang nhựa Đài Loan, lấy sang nhôm. Vâng. Đấy. Thế thì bây giờ hỏi hai ý kiến của hai anh em đó. Bây giờ thì hai em là cái ở đây thì mục đích là hôm nay anh đưa các em xuống là để cho các em là tự mình mà chọn lựa. Đấy, chứ không phải là một mình anh chọn lựa. Anh chỉ nói chuyện với cô để làm sao mà có một cái giá mà thật kỳ mà vừa túi tiền của mình. Đấy, thế thì theo em thì em thử lượn một vòng xem nào. Xem đấy, là cái tủ nào từ mà đây vào okay, đến trong này thì mình xem chọn là ngắm đấy. Xem là mình ưng cái nào thì mình lấy cái đấy, thích màu nào thì mình lấy cái đấy. Đấy. Đó là màu mè thì nó đa dạng. Kích thước cũng thế. À. Giá cả thì cũng có đủ loại từ to đến bé. Đấy. Thưa bác, xuống quán của cô, xuống cửa hàng của cô mua thấy cô tư vấn và khi mà mấy anh em đi làm thiện nguyện cô cũng có góp thêm một chút nữa thì cực kỳ mà gọi là cô cũng có một cái tấm lòng mà cực kỳ mà tốt cô bác. Chưa? Hả? Hai anh em đang ngầm nghĩ rồi cô bác ạ. Thích kiểu có kính này. Thích kiểu có kính à? À nếu mà kính thì cái nào mình cũng có thể lắp được gương được kính hết chứ không cứ bảo là cái nào ấy. Nhưng mà nếu mà cái... Có nghĩa là cái loại kia nếu cháu thích là cô cũng lắp được gương kính cho cháu chứ không phải là cái đấy không có gương kính. Vâng. Tùy cháu thích lấy cái nào thì lấy thôi, còn cái loại kia cháu thích thì vẫn lắp được gương. Thế thì Sử đang ưng là có cái ô kính này đúng không? Cái ô kính nhưng mà bây giờ là em chọn cái nào? Đấy, đi được một vòng thì xem là ưng cái nào. Ưng loại này không? Có. Ưng loại này à? Đây có cả chìa khóa, đầy đủ hết. Đấy, trong này thì có cả móc treo quần, có thể là vừa dùng để treo này, xong rồi dưới đây có thể là vừa xếp đồ. Được vào, vừa xếp được đồ vào nữa. Cái tủ này thì liệu có bảo hành không cô? Những cái món đồ mà cháu mua nhà cô ấy, thì liệu có bảo hành không? Cái loại này đi các thứ, cái này thì bảo hành thì cô sẽ không bảo hành nhưng mà cô dám khẳng định được rằng cái này nó là chất liệu nhưng mà trong cái quá trình mà vận chuyển ấy thì là nếu mà cô vận chuyển đấy nếu mà vận chuyển mà cô thì chịu trách nhiệm cho cháu này, khi cô mang lên trên đấy cho cháu ví dụ như vỡ hỏng thì là cô sẽ chịu trách nhiệm và cô đổi cho cháu một cái khác bởi vì cháu mua đi từ thiện thì họ phải dùng được chứ còn ví dụ mang lên nơi vỡ hỏng không dùng được thì là mình sẽ không phải lấy cái đấy, cô sẽ đổi cho cháu một cái mới nhé. Vâng, thế thì liệu hôm nay cháu mua thì có thể là chở được đi hôm lên nay, luôn không? Nếu mà tí nữa mà xe mà cô chở đi Hồ Sáu Trải mà nó về sớm ấy, thì cô sẽ chở cho cháu luôn buổi chiều hôm nay. Còn nếu mà xe nó về muộn quá mà sợ nó lên trên đấy tối thì trong buổi sáng sớm mai cô sẽ chở cho cháu đầy đủ lên trên đấy luôn. Vâng, thế thì nếu mà tối nay về tối nay muộn quá cô ạ thì là... ngày mai cô có thể chở cháu cũng được. Rồi, tại vì là cái quãng đường mà đi thì nó cũng không phải là gần cả. Rồi. Đi thì còn đường nó còn đi khó nữa. Rồi, thành ra là bây giờ cháu cứ cùng cô là đi cô cho cháu một cái phiếu. Rồi, một cái phiếu rồi
bao nhiêu tiền thì cháu sẽ gửi cho cô luôn. Rồi. Thế sau mà... phần cô sẽ soạn đầy đủ đồ đấy và sáng mai cô thế thôi, cứ thống nhất là để sáng mai cho cho nó sớm sủa mà tại vì bây giờ cháu còn mua thì đi mua thêm một chút đồ nữa, nếu mà xe của cô ấy còn mà dư chỗ nhiều thì cho cháu gửi thêm một chút đồ nữa. Vâng. Sẽ cùng một chuyến đấy thì sẽ chở, mình sẽ chở hết các thứ lên trên đấy cùng một chuyến xe. Vâng. Thì là thế, cứ thống nhất là để sáng mai chở cho nó sớm. Là mỗi món đồ là cô bắt cho cháu là 200.000 đúng không? 200.000 một cái. Và thế là cháu mua là hai cái giường kia là ba bộ bàn ghế là cô bớt cho 300 này. 300. Hai cái giường là cô bớt cho 400 là được 700 này. Và hai cái tủ là cô bớt cho là 400.000 nữa là 1.1 này. Và cái chạn bát này 300.000 nữa là cô bớt tổng cho các cháu là đi theo từ thiện theo các cháu là 1.400.000. Dạ vâng. Tổng trong số mặt hàng đấy. Dạ vâng. Thế thì cháu, vâng, thế cháu cũng thay mặt là em Hải và em Sử là cảm ơn cô nhá. Thế còn là bây giờ thì cô cháu mình đi nhất chứ. Dạ, để cháu gửi hết tiền cho cô. Chú ơi, xoay xong chưa? Xoay xong chưa? Đi. Vừa rồi thì cũng đã chọn hết xong những cái món đồ mà trong quá trình mà quảnh vào nhà của em Sử còn thiếu cô bác. Thì có lẽ là hôm nay cháu Lực sẽ có thể là mua được hết đồ và cho nhà của ba ông cháu luôn. Ở đây thì sẽ kèm theo đó là mua xong thì chắc chắn là sẽ phải thuê thêm một chuyến ô tô nữa để mà chở vào nữa. Hải với Sử lấy cái bộ này về thì ngồi oách slách luôn nhờ. Bản đã có ai có bộ bàn ghế này chưa? Chưa đâu ạ. À? Ở bản chỉ có cái ghế mà mình tự cắt ra được các bác để ngồi thôi. Chứ còn là chưa có cái bộ ghế mà ngồi như này cả. Nhà cô có cái một cái bàn mà mình ngồi để ăn cơm được không? Có bàn tròn đấy. Bàn tròn đấy. Không có à? Ở trên bàn bằng gỗ đấy á. Một cái bàn bằng gỗ ấy. Bàn gỗ ở góc ghế gì? Vâng. Đó, tí cô lấy hộ à? Thế cô lấy cho cháu thêm một cái bàn bàn bên đấy nữa. Bây giờ thì mua giường với lại tủ ghế xong thì cháu Lực sẽ phải là cùng các em di chuyển lên trên trung tâm thị trấn kia để mà tiếp tục là mua thêm là một cái tủ lạnh với lại thêm là một cái bộ bếp ga nữa. Alo, em có cái bàn gỗ gấp không? Bàn tròn tròn gấp đi. Thôi, cô có để ghi cho cháu cái phiếu mà phiếu riêng một cái tủ này với lại một bộ bàn ghế là một phiếu riêng được không? Được. Đấy, cô ghi cho cháu một cái tủ với lại một bộ bàn ghế là riêng. Đây, đây là có nhà. Không phải là hai nhà mà là có nhiều bác ấy. Thì ra là cháu muốn là gửi những cái phiếu đây cho mỗi bác là một tờ luôn thì nó sẽ dễ dàng. Là một nhà là hai ghế, một nhà là một bộ bàn ghế. Một bộ bàn ghế với lại một cái tủ nữa. Đấy, còn hai cái giường là một phiếu. Một tủ quần áo. Là Hải mở cái túi ra ngoài cái lấy cho anh những cửa sổ nhỏ ấy. Đấy bây giờ cô tính tổng cho cháu. Đấy, tính tổng này. Đây, ở đây thì không phải là một mình một bác mà gửi cho lực cô bác là có bà An Phạm này, có hai chị Nguyệt Thúy và có cả bà Vương Kim Thanh nữa. Thì mỗi cái phiếu thì cháu Lực sẽ ghi ra là một một bác để mà cháu Lực công khai cho nó dễ dàng hơn chút cô bác ạ. Cái này là cô đi trừ đi 500.000 cô từ thiện vào đây nhé. Vâng. Ở
Đấy, hôm nay thì Hải với Sử là tự xuống là chọn đấy. Sau này mà màu nó xấu, nó mà không có ưng ấy, thì đừng có bảo nhá. Đấy, quãng đường thì rất là xa các bác ạ. Dạ vâng cô. Câu hỏi là bây giờ cháu chọn rồi thì lúc mà quá trình mà vận chuyển ấy, từ đây đến điểm trường cháu thì nhận là nó đúng mà không bị vỡ hàng gì là ok là cháu nhận đúng không? Dạ. Còn nếu vỡ hỏng cái nào cô chịu trách nhiệm cho cháu. Dạ vâng. Đây là bây giờ mình cho cháu thêm là cái chạm bát là riêng. Chạm bát với lại một thêm một cái tủ nữa là riêng. Hai cái giường nữa. Đây có lẽ là vâng, có lẽ là cái khúc mà đang tính toán sẽ hơi lâu đấy các bác. Đấy, nhưng mà mọi cái thì cháu Đức sẽ làm tất cả cũng khá hết, cho nên là cháu Đức sẽ không có cắt bất đi đoạn nào cả. Cái này là một chạm bát riêng đúng không? Vâng, một chạm bát riêng. Bây giờ là thêm còn hai cái giường nữa, một cái tủ. Đây, ở đây thì mỗi một món đồ thì cô đều giảm là, có món thì cô giảm là 300.000. Chạm bát thì cô bớt xuống là 300.000, còn hai cái một cái tủ với bộ bàn ghế là 500.000 đúng không á? Là được 800.000 nữa. Cô giảm đến 800.000. Ở đây là cô cũng vừa gọi là vừa bán và vừa ủng hộ cho mấy anh em đi làm thực nghiệm với nhau. Còn một cái tủ. Hai cất cái này cho anh. Cho em nhận lại điện thoại. Chị đang cất, từ từ chị đang bật. Biết chưa? Đây, vừa rồi thì sau một thời gian thì cô cũng đã cộng được là cái số tiền mà hôm nay là cháu Lực phải thiệt hại mất là 16.400.000 các bác. Đây, ở đây thì chỉ có nguyên là tiền mà mua đồ mua đạc thôi, còn tiền vận chuyển còn chưa tính các bác nhá. Bây giờ hiện tại là chưa gọi được xe đúng không? Đúng rồi. Thế thì sáng mai mình sẽ gọi được xe xong rồi thì cô bảo với cháu xem là tiền cước xe xem là thêm là bao nhiêu nhá. Rồi, okay. Cô có lấy được cái bàn tròn kia không để ngồi ăn cơm không? Bàn tròn tròn đấy cô đang gọi đây nhưng mà cô chưa nghe máy. Đây để cô hỏi xem. Nếu mà cô là... không, cái này thì để một tí nữa cô gọi đi. Đấy, để một tí nữa cô gọi xem là nếu mà được thì cô lấy luôn cho cháu. Rồi, ok. Phải như nào thì cô điện cho cháu luôn. Bao nhiêu cô sẽ báo cháu nhá. Thế thì bây giờ cháu chuyển khoản cho cái tiền mua đồ mua đạc trước nhá. Rồi, ok. Xong là cái tiền kia thì cô cháu mình sẽ tính riêng sau. Rồi. Đấy. Alo. Cô có cái bàn tròn tròn mà để gấp ăn cơm không? Cái bàn gỗ ấy. Vâng. Thế ạ, vâng ạ. Thế à, bao tiền cái đấy hả cô? Thế ạ. Vâng, vâng, vâng. Vâng ạ.
Hết rồi. Hết rồi à? Cô là... Cô là AG đấy bay. AG đây đúng không? 8207. 16 triệu, triệu là 400 ngàn. Đấy, ở đây là cô còn bớt là đi hơn 1 triệu đấy cô bác ạ. À. Đấy, có nghĩa là cô cũng ủng hộ là theo cùng các bác để mà mua đồ mua đạc là 1 triệu 2. Cho các cháu là 1 triệu 2. 10... Còn nếu mà tính mà tổng mà số tiền hàng kia là lên là... Là gần 18 triệu rồi. Đúng rồi. 18 triệu rồi. Đây, đây là cháu chuyển cho cô nhé. Ok. Đấy. Thế thì bây giờ này, cô có chừng chụp không? Thải cất mấy cái phiếu này cho anh vào kia. Đấy, cháu sẽ chụp lại cái màn hình này để cho các bác xem là số tiền cháu chuyển khoảng đấy, cháu có ở phiếu kia hết rồi thì thành ra là okay. Là bây giờ không thế cháu vào hơn nhá. Rồi. Cháu đi về. Thế đây. Đấy, cô bảo là cái nhà nào bán đây, cô sẽ gọi ấy đây xong rồi xuống. Nhưng mà ở góc trên nào chợ? Trên chợ á? Nhà Cường Loan không? Không phải nhà Cường Loan đâu. Vâng. Đi cô gọi. Đấy, bây giờ thì cháu được sẽ di chuyển lên trên kia, sẽ tiếp tục đi mua đồ các bác, sẽ tiếp tục đi hình sau các bác nhá. Đấy, còn rất là nhiều những cái món đồ mà cần phải mua nữa. Alo. Anh à. Anh ơi, bây giờ các cháu đi lên trên đấy mua đồ ấy, nhưng mà đang không biết anh nhà anh ở chỗ nào. Vâng, thì em bảo là anh đi vòng xuống thế này ấy, xong anh đón các cháu được không? Bây giờ vừa mua đồ nhà em xong ấy ạ. Vâng ạ, tại vì là cũng có rất nhiều cửa hàng bán đồ, thế nhưng mà em bảo là thôi lên chỗ nhà anh chị ấy lấy thì giá cả các thứ thì thôi, các cháu cũng đi từ thiện thì anh chị làm sao lấy giá ưu ái cho các cháu. Vâng ạ, vâng rồi, vâng ạ, vâng em chào anh. Ở đoạn nào cô? Ở cổng sau. Ở cổng sau á? Ừ. Cổng sau chợ à? Đúng rồi, cổng sau chợ đấy. Đây, anh ấy đang xuống dưới tầng đúng không? Không, đúng rồi, ở dưới tầng. Nhưng mà anh ấy đang xuống đây xong rồi anh ấy đưa đưa các cháu đi lên trên đấy. Lấy đồ đạc cái gì đấy. Những đội quyền yển các thứ đi từ thiện ấy, cô vẫn giới thiệu lên đấy lấy mà. Lấy ở đấy. Phải nói là cô rất nhiệt tình các bác ạ, tư vấn cũng rất nhiệt tình và khi mà cháu được nhờ đến cô mà gọi ấy, thì cô cũng đều tư vấn nhiệt tình. Thế cháu cảm ơn cô nhá. Chứ phải cô nhá. Chào cháu. Nhá. Và cái gì bây giờ cháu về cô nhá. Cái gì ngày mai à cô? Sáng ngày mai đúng không? Sáng mai cô sẽ mang đầy đủ các thứ cho cháu lên trên đấy nhá. Và cháu xin lại cái mic. Vâng. Ui. Ok. Xin lại mic. Cho cô được. Cháu ơn nhá. Cháu về đây. Vâng. Lại sau một quá trình thời gian thì mấy anh em đã sắm sửa xong rồi cô bác. Ngày mai chỉ cần việc vận chuyển lên tới nhà thôi. Đấy, bây giờ thì đi đường cháu được sẽ không có ghi hình thêm nữa. Vâng. Đấy, thế bây giờ thì mấy anh em lại tiếp tục là đi vào chợ để mà mua tủ lạnh với lại thêm là đồ nữa cô bác. Đấy, anh chị Quyền Hiển hiện tại là đang không có ở nhà nên cháu được sẽ không có vào nhà nữa. Đây, đi vào đi. Đây, đi vào đi. Nào, gọn nữa nha. Nhiều hơn. Bây giờ, hai năm rồi, được kẹt. Đây, thì vừa rồi cháu cũng được là cái cô mà bán đồ dưới cô bác này để mà giới thiệu cho nên là cháu sẽ vào ở đây để mà mua luôn. Đây, sắm có thể là vào đấy sắm thêm rất là nhiều đồ nữa. À đây, cái gương này. Lên. Ê, nhà anh bán tủ lạnh không? Tất cả đây. Tất cả nguyên chỗ này anh. Chăn ga, gối đệm. Bát gỗ sồn chậu. Đây để em cắm cho anh cái mic để làm sao mà anh em mình nói chuyện biết các bác biết giá nó sẽ nhanh hơn. Em cắm nhờ đây tí nhá. Ok, cắm thoải mái. Rồi. Thì bây giờ em đang cần xem luôn gói tủ lạnh ấy, thì là không biết là tầm nào rồi trung bình anh nhỉ? Trung bình nó nhiều loại lắm chú, lấy khoảng gọi mấy triệu. Cho em tầm cái này tầm bao nhiêu tiền? Cái này là 3 triệu 8. 3 triệu 8 à? Ừ. Nhưng mà có bớt thế nào anh? 3 triệu 4. 3 triệu 4 à? Ừ. Thế nhưng mà có bớt đi được một chút nào không? Để cái 3 triệu 4 anh bớt được 3 triệu 3 thôi. 3 triệu 3 100 nghìn à? Ừ. Bớt thêm 100 nữa không anh? Cái này thì bây giờ cho em đi khảo giá hết cả huyện thoải mái những cái này. Anh không ngay đâu. Thế bớt thêm 50. Cái này model của 2023. Vâng. Sản xuất năm nay anh bảo hành 2 năm rưỡi. Bảo 2 năm rưỡi. Hết bảo hành mà hỏng hóc thì về đây anh vẫn hỗ trợ sửa. Vâng. Trong vòng 2 năm. Thì bây giờ thì em lên một tí, anh xuống một tí thì thêm 50 nữa. Nhưng mà cái này thì các chú phải đèo chứ cái này này.
Cái này á? Ừ. Không, em mua đồ cho kia. Thì ngày mai thì là các anh mà có thể là sẽ chở hộ em luôn. Đấy, được, chở ra đây ô tô gì? Đúng rồi. Được. Đấy. Rồi chốt. Là 3250 được. 3250 là một cái này đúng không? Ừ. Cộng thêm là một cái bộ bếp ga nữa anh. Bộ bếp ga về anh nhiều loại lắm, chú lấy loại khoảng bao nhiêu tiền? Anh bây giờ thì anh phải tư vấn cho em thì em mới biết được. Loại là 2.8 triệu, hơn 3 triệu, loại rẻ nhất là 1.6 triệu, thành 1.5 triệu. Loại 1.5 triệu được khuyến mại 3 cái nồi, một chảo chống dính, một bình ga đầy, rồi không phải mua gì nữa. Không phải mua gì nữa. Thế thì này anh. Bộ 1.5 triệu anh để dưới kia, 1.6 triệu anh bớt cho 100 là 1.5 triệu là rẻ nhất. Là mấy bộ này là giá nào? Bộ này là 2.7 triệu. 2.7 triệu. 2.3 triệu. 2.3 triệu. 2.5 triệu. Thế nhưng mà này để cái nó đi kèm là thêm là cái gì không? Tất cả đều được là theo ba cái nồi một chảo chống dính. Có bình không? Nếu bình có nhiều mua gì không? À là bơm bơm đúng không? Không, không mình phải mua gì nữa. Vâng. Mua thế thì nó rẻ hơn. Bây giờ mua một cái bếp mà mua cái bình nó 6-7 trăm. Thế thì anh lấy cho em bộ này đi. Bộ này là em thấy là nhìn bộ 2.3 triệu. 2.3 triệu đúng không? Này mà đến nó bị như nào thì em lại bảo hành, nếu nó không lên thì bảo hành đúng không? Mang xuống đây kẻ hết bảo hành mà hỏng hóc thì mang lên sửa hộ không mất tiền. Đấy. Thì đây lên thêm cái này nhá. Okay. Anh bây giờ anh có giấy không để ghi vào, em còn đi chọn thêm đồ nữa mà. Tí anh em mình tính cho nó dễ dàng được. Em mà cần mua chăn ga với đấy, bát đũa xô chậu anh có đầy đủ. Vâng có anh ạ. Đấy, anh cứ ghi cho em những cái đồ này nhá. Rồi thì ở đây thì có rất là nhiều mẫu má tủ lạnh các bác. Đấy, cháu được chỉ lựa chọn là những cái mẫu nào mà còn về những cái đồ điện lạnh này đấy thì hai anh em Sử với Hải thì cũng chưa có am hiểu cho lắm các bác. Thì là cháu Lực cũng chỉ được dùng qua rồi, cho nên là cháu Lực cũng sẽ biết sơ sơ thêm một chút. Thế thì chơi tủ lạnh, một cái tủ lạnh nhá. Vâng. Và một cái bếp nhá. Vâng. Bếp ga nhá, không phải là bếp bếp củi đâu nhá. Vâng. Ở đây là mình sẽ dùng ga để đun chứ không phải dùng củi nhá. Một rồi bề cái gì đó em ấy anh ghi luôn vào đây cho đây, từ từ đây. Ở đây thì hai chị Nguyệt Thúy cũng rất là chú đáo của bác này gửi cho cháu Lực thì để mua những cái phần quà đấy. Cái này thì anh bán này giá như nào? Cái này là đèn năng lượng mặt trời. Vâng, một chiếc cái này 100W à? 200W. 200W à? 200W này thì giá như nào? 1.250.000. 1.2 à? Lấy 1.2 tròn. Bỏ 50.000 đi. Okay. Cái này mà lắp anh cũng lên anh lắp cho, nếu mà cần lắp. Nên lắp cho anh có lắp à đi. Đâu bây giờ em còn lấy thêm một cái bình nóng lạnh nữa. Có đấy, bình nóng lạnh nữa. Ừ. Em sang đây. Bây giờ thì phải vừa xem những cái món đồ mà hai chị Nguyệt Thúy gửi cho lực cô bác này để vừa xem là nếu mà khó thì anh em sẽ mua luôn. Bình nóng lạnh của hai cháu chắc dùng bình 20 lít thôi. Vâng, 20 lít là được. Có sen vòi chưa? Vòi á? Vòi thì hiện tại là cũng vòi hoa sen. Hồi hoa sen nó đã lắp ở chưa? Chưa có. Chưa có gì. Vâng, điện nước thì anh có chạy đâu điện nước không? Điện nước thì bọn em trên đấy cái nhà vệ sinh đã chạy nước chưa? À, có nghĩa là bây giờ chạy không. Chạy đường nước chưa? Bây giờ chưa chạy. Chạy nhưng mà gì? Tầm ngày mai là người ta sẽ vào chạy. À người ta chạy cái gì? Vâng. Thế nó là người ta chạy xong thì em bảo anh lên lắp bình nóng lạnh cho. Vâng, thế thì không. Bây giờ thì anh phải gom luôn đồ luôn cho em rồi luôn. Cho chở hết đi. Cái này anh phải gom xong lúc nào cần lắp cái này anh sẽ lên lắp. Xong anh sẽ lên lắp cho em đúng không? Cái này là có nghĩa là nếu mà họ mà chạy điện chạy nước xong hết rồi nhá, anh không phải chạy nước chạy điện thì anh lên lắp hộ. Anh không lấy một đồng nào luôn nhá. Còn nếu mà anh phải chạy điện chạy nước mà mua đồ rồi lên thì lại khác. Thế thì anh bây giờ thì hiện tại là em cũng đang chưa gói, thế thì nếu mà được thì anh xem là anh chạy của em luôn. Cũng được. Đấy, chạy nước. À bây giờ thì còn không, anh em mình cứ chốt cái này đã. Rồi, anh em chốt cái này đã. Cái này là em lấy cả bộ sen vòi gì? Vâng, cả bộ sen vòi gật gù ấy. À đúng rồi, anh cả bộ đấy. Cả bộ đấy. Cả bộ đấy là 2.7 triệu. Là tất tần tật đúng không? Cả bình cả sen vòi là 2.7 triệu. Vâng. Đấy. 2.7 triệu đấy thì anh em mình vẫn cái bất một chút thôi. Cái này chính xác là anh 2.8 triệu, anh nói 2.7 triệu là anh lấy bán luôn. Đấy. Phải bán luôn là cái gì? Thôi bây giờ này nhá. Hàng này cũng khó khăn đúng không? Vâng anh. Đây, anh lấy 2.6 triệu. 2.6 triệu à? Ừ. Còn đấy anh chưa tính anh lên lắp hộ, nếu mà chủ định các bác lên lắp hộ nó lên mấy trăm nghìn nữa. Vâng. Đấy vì trong đó khó khăn thôi. Vâng. Anh hộ cái phần lắp nhá. 2.6 triệu. Vâng. Đấy. Thì anh cái này thêm cái này nhá. Ừ. Đây để anh ghi vào nhé. Vâng. Nhà anh có cái xô để lau lau nếu không? Xô lau á? Có. Có à? Thế thì em. Không thiếu cái gì thì cái tăm nó lên. Vâng. Có lấy cái đèn năng lượng không? Đèn năng lượng thì thôi anh ạ, đèn năng lượng ấy. Đèn TV. Năng lượng. TV thì có rồi anh ạ. Ừ.
TV thì hiện tại có rồi. Rồi. Bây giờ thì em sẽ đi chọn thêm một số đồ nữa. Chăn chiếc. Chăn thì cũng có hết rồi anh ạ. Đấy. Rồi. Chỉ là mua những món đồ mà đồ điện tử thôi. Nồi cơm, nồi chiếc. Nồi cơm thì cũng ok rồi. Ừ. Chảo. Có hết rồi gì? Vâng. Mua chậu long nhà đúng không? Anh vừa rồi anh bảo là bộ bếp ga được kèm theo là bao nhiêu cái nhỉ? Một cái nồi à, hai cái chảo à? Ba cái nồi, một chảo trung dính, một bộ nồi ba chiếc. À vâng. Với lại một cái chảo trung dính, một bình ga đầy. Vâng. Đấy, nguyên bản như thế. Thì mai anh cứ đèo xuống chỗ Hằng nhá. Vâng. Anh đèo chỗ Hằng. Vâng. Hằng sẽ dạ ok anh. Này là bây giờ em mua chậu long nhà đúng không? Vâng, cho em một cái chậu để long nhà. Zip đánh răng rửa mặt có chưa? Kia. Có rồi anh. Có hết nhà anh, không thiếu một gì luôn. Vâng. Đấy, hai anh em xem là trong gia đình mình cần những cái gì thì có thể bảo anh nhé. Đấy, để mà anh em mình mua luôn. Thôi 25.000. Thôi đấy, anh cho em mượn cái mic một chút để anh xem rồi, anh rồi, nhé. Rồi. Anh cứ tính cho em xong rồi anh ghi luôn hóa đơn cho em nhé. Rồi, ok đấy. Bộ long nhà này, đấy, cho lấy bộ này. Đâu anh? Xem đúng y xì như của cái này chưa nhá. Đấy, lấy y xì bộ này luôn nhá. Đấy. Thế nhá, sẽ lấy bộ này, rồi thì anh sẽ hộ mình like. Lại cầm ra kia đi, hai anh em cầm ra kia. Đấy, cầm để đây đó. Rồi, nào, bây giờ thì để anh chọn thêm đó. Đấy, cái hộp kia kìa. Một cái cây cọ. Lấy cái gì cứ để mà gọn một vâng, đây. Mai anh chở đi. Vâng, đây em đang để mà xem. Cái này là có phải cái để bát đâu anh nhỉ? Để không, cái đấy để dầu gội đầu em dán vào trên không trên. Cái này thì có chạm rồi, để bát ngoài này. Cả chạm để bát em có rồi anh ạ. Em thiếu gì em cứ bảo anh. Vâng vâng. Phải vừa xem vừa mua một chút cô bác. Bây giờ thì có thể là chắc là lựa chọn thêm là bát ăn nữa. Anh có cái thảm có không? Có thảm á. Thảm lau chân đấy, cộng thêm là xem nào, một cái thảm ở phòng khách này, hai đây là chọn phòng khách, hai phòng ngủ này, một cái đi vào bếp này là bốn cái đấy. Là bốn cái từ mua cho cả xe máy vâng. Ừ. Anh có cái này không, có cái chạm bát cạn này không để mà mình rửa bát xong mình úp luôn đấy. Cái đấy thì đây, không có em. Đây thì đây không có đâu. Đây thì chắc là bên nước ngoài thì mới có. Cái này thì có rồi. Khăn, à lấy khăn. Đấy cho thêm 50 khăn. Khăn lau hay khăn mặt? Khăn để lau đây. Lau đây lấy khăn. Vâng. Vâng. Anh có cái để mà mình lau kính không anh? Cái phụt phụt nhá. Cái này này, mình lau kính cả kính nhỉ. Có. Có à, thế lấy cho em thêm một cái này nữa. 5 khăn đúng không em? Đúng rồi, để cho em 5 khăn. 5. Cứ để gọn ở đây nhé. Vâng. Lau kính nhà. Vâng anh, để lau kính nhà ấy. Kiếm thêm một cái ra. Đúng đúng anh. Đây đúng đúng. Kỷ niệm à? Đây là cái này, thế là anh tặng của bác nhá. Mua rất là nhiều đồ. Anh có cái để mà mình cái giá này không? Đây. À đây. Đấy, y xì 2 tầng để okay. Dao giết đằng sau đây. Ok anh. Đấy. Đấy ok anh. Thế thì đấy. Nó cũng tương đối giống là được. Y xì vâng. Giống khác màu. Đấy, chỉ khác màu thôi. Còn khăn rồi. Xô để bát.
Mâm thì cũng có rồi anh ạ, vừa rồi em cũng đặt rồi. Rồi. Cái gương này thì anh hơn ấy nhỉ. Thôi. Vâng, sắm chỗ anh thì cũng vâng cũng được các anh các bác giới thiệu ấy, thành ra là cũng đỡ hơn một chút. Đấy, bây giờ thì cháu được xem phải là sắm thêm đồ đúng không các bác? Đấy, chỉ một tí. Đấy, bây giờ thì hiện tại là cô với lại anh thì cũng đã tính xong hết rồi các bác. Thế thì ở đây thì anh hộ em là gom và sắp xếp lại, xong rồi anh hộ em chở đi xuống cái nhà dưới kia nhé. Okay, okay. Vâng. Thì hàng hóa đây nhá. Vâng. Hàng hóa đây nhà, cái nào chị cũng bớt hết. Vâng. Từ giờ đến tối anh sẽ chở nó xuống cho em. Bớt là bớt tương đối đấy. Vâng. Đi xí mần cái đã. Vâng. Đây hóa đơn này là lúc mà cháu được cùng với lại anh đi tìm để chọn thì cũng đã tham khảo và giá, thì các anh cũng anh với lại chị thì cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho các em. Tại ở đây thì không chỉ là mình anh chị bán cho cả cháu Lực cả, còn bán cho bên anh chị Quyền Yển nữa, bên Hoa Cải Vàng nữa, rất là nhiều những cái kênh ở thiên nguyện ở trên vùng cao này cô bác. Đấy, Hải thì để lên trong sổ cho anh. Xong đây. Vâng, vậy Hải là hôm nay đi theo là vừa được chọn xong là vừa được hộ cháu Lực xách đồ luôn cô bác. Còn chiếu này chị ghi rồi chưa? Chưa ghi à? Vâng. Dạ. Mở ra xem ghi. Chưa ghi à? Thế chị ghi rồi chưa? Vậy tí nữa thì là dạ 4 mét chị ạ. Đấy, chiếu 4 mét này thì cái chiều rộng của nó là bao nhiêu? 2 mét đúng không? Thế là đủ phòng khách là 5 mét. 72 mét vuông anh ạ. 72 mét vuông. Vâng. Vâng, em thì làm 72 mét vuông anh ạ. Nhưng mà nhà quân có tầng âm. Vâng. Anh nếu mà anh vào kênh ấy, thì cho em xin một nút đăng ký nhá anh nhá. Ok. Đây. Kênh em là kênh gì đấy? Bản em chị ạ. Bản em à? Vâng. Trên cứ vào YouTube là có thì đánh bản em là ra. Vâng, anh cứ vào YouTube có chứ bản em là ra. Okay. Nhà chị ông nhà chị chuyên gia xem các em. Vâng. Em xem từ này Quyền Yển với lại. Vâng. Cho nên nhìn chứ. Cho lên đây Quyền Yển vâng. Chơi suốt. Vâng. Đi chơi. Vâng. Tôi hay xem cái kênh của Nguyễn Mạnh Nguyễn Tất Thắng này. Dạ vâng. Kênh đấy thì những kênh đấy là kênh lớn Hải cất ra. Kênh về TV xem nhiều này. Vâng. Kênh em thì cũng mới lập ra thôi anh ạ. Đấy. Được năm chưa? Được chưa anh ạ, mới được độ 5-6 tháng thôi. Bọn em lập này, bọn em bán thêm những đồ cùng cao. Vâng anh ạ. Mật ong các thứ bọn em quảng cáo. Vâng. Đấy, bọn em bán được rất chị cho em xin cái số tài khoản, có mã QR không chị để quét cho nha. Em quét rồi mã. Đây. Hai cháu này được các cô các bác ủng hộ này tốt quá, làm gì nữa khó khăn đúng không? Đây đúng không? Còn đi học không? Đây đúng không? Phải chưa? Đúng rồi, cháu đúng rồi. Đi học không? Thế cháu là người Mông hay người Nùng? Cố gắng nhá, các bác các cô các chú đã ủng hộ nghĩa rồi thì cố gắng thôi. Đấy. Chị nhận được chưa? Chưa đúng, nhận. Đây rồi đúng không? Đấy, bây giờ thì giao dịch đã xong rồi các bác. Hôm nay thì cũng sắm được khá là nhiều đồ rồi. Bây giờ thì sẽ lại tiếp tục là ra bên kia để mà làm thêm một số những công việc nữa. Đi. Vâng, em về nhá. Vâng, em bảo anh chị nhá. Vâng. 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 Vâng anh ạ. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng đã đưa các em đi sắm vật dụng để mà vào nhà mới, tất cả mọi cái là hầu như là hết rồi các bác. Tóc của em Hải thì cũng khá là dài cho nên là anh em sẽ tiện thể tạt qua đây và cắt tóc xong thì có thể là di chuyển là đi về được các bác. Hiện tại thì bây giờ đã tầm 3 giờ chiều rồi. Em mấy anh em loanh quanh ở huyện đây chắc độ tầm được là 30 tiếng đồng hồ đấy các bác. Hải thì như là vào đây cắt tóc lần đầu thế nào nhỉ? À. Cắt ở đây thì có khác trên xá không? Có ạ. Có à? Ở đây thì như nào? Khác như nào? Có anh xinh hơn à? Hay là có gương to hơn? Nhìn trong gương thì có vẻ như là đang làm vào thế để dài đúng không bác? Em Sử thì vừa cắt xong rồi, đang gội đầu các bác. Đang cho một em xinh tươi để mà gội đầu cho em Sử. Ok không? Đó. Đừng gục ngã trước cái đẹp nhá. Được chưa? Tinh thần phải thép nhá. À,
không đi dép, bác không đi dép được. Vội nước ấm nhá, đừng có vội nước lạnh nhá. Không mà xử nó không biết bảo đâu ấy. Sôi à, con sôi tí mà thằng em của anh em làm sao thì không ổn đâu nhá nhở. Đây, xử thì vừa cắt xong một chút thôi các bác ạ, vừa tỉa tỉa dưới một chút thôi. Đấy, cho nên là có tóc khá là nhiều cho nên là cần phải là gội đi. Nước chờ ấm mà em. Xử thì hầu như là lúc nào mà xuống đây thì cũng xuống đây để mà cắt tóc xong gội đầu rồi nhở. Xả xí. Đấy, có vẻ đang thư giãn các bác, hôm nay thì đi xe có khá là mệt rồi đấy. Thì anh em mình lại có một cái hành trình mà khá là dài này, bắt đầu về nhà đấy nhờ. Còn là những cái đồ đạc thì ngày mai thì người ta mới vận chuyển cho chống lực với lại cùng cho chống lực được cô bác nhé. Đấy, hôm nay thì cũng khá là tối rồi cho nên là đồ thì không có vận chuyển được về nữa. Cắt cho kiểu đầu học sinh anh nhá. Anh à, cắt cho kiểu đầu học sinh đi nhá. Đang đi học ấy. Ấy, ấy. Có lắm mấy rồi. Bạn thì có nhiều đứa thích nhưng mà em không thích đúng không? Của em à? Của em là à, một tí nữa thì khi mà các em cắt xong chắc là chúng cũng tiện thể là cắt luôn các bác ạ. Tại vì là mấy em chỉ có lâu lâu mới xuống huyện một lần thôi cho nên là cắt luôn. Ôi anh không phải xì ký quá đâu mà, cho đi đi gội cho nó hết hết tóc. Xong rồi đấy nhà Hải nhỉ? Vâng. Có ưng không? Ưng cái bụng nhỉ? Không ưng, không phải ưng. À, nếu mà bây giờ không ưng thì bắt chủ quán nối lại tóc cho. Không, không phải ưng đúng không? Vâng. Nếu không ưng thì ký không trả tiền nữa. Thôi đi ra kia gội cho tóc ra một tí. Đây. Đấy, cho chị xinh xinh gái kìa.